Từ năm 2010, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng loạt ở các địa phương nông thôn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cho đến nay, toàn tỉnh đã có 47 trên 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 36 trên 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bà Rịa Vũng Tàu là một trong 19 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của cả nước, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc được công nhận là huyện nông thôn mới. Huyện Long Điền, Đất Đỏ đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong ít tỉnh thành của cả nước hoàn thành trước 3 năm chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh chỉ còn 0,35% so với tổng số hộ dân. Một mùa xuân mới đã về, không khí xuân rộn ràng trên từng đường làng, ngõ xóm. Trong hơi ấm của mùa xuân, vùng nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu đã khoác lên mình một diện mạo mới, trù phú, ấm no, khang trang hiện đại. Với khí thế thi đua sôi nổi, sự chủ động của các tổ chức đảng, mặt trận, tổ chức chính trị xã hội ở thôn, xã, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Những ngày cận Tết Giáp Thìn này, tuyến đường dẫn vào ấp 3 xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ rực rỡ hơn với cờ hoa trải dọc hai bên đường. Được biết, toàn bộ kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng, trụ cờ do chi bộ và ban công tác mặt trận đã vận động nhân dân, trong đó đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong đóng góp. Từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, diện mạo xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ ngày càng khang trang và tươi sáng hơn nhờ các tuyến đường được bê tông hóa, trải nhựa và lắp đèn chiếu sáng như thế. Khi tổ dân vận tới thì nói chung là các gia đình cũng rất là ủng hộ và hưởng ứng cao, và cũng các gia đình là rồi cũng giữ gìn trụ cờ và cờ. Khi mà họp khu dân cư cũng như là các tổ dân cư họp dân thì cũng như là các tổ dân cư chúng tôi đến dự, cũng như tổ dân vận đến dự, cũng như tuyên truyền, cũng như là vận động bà con cùng chung tay nhau để mà xây dựng nông thôn mới, là coi như là để cho ngày ngày cái khu phố càng đẹp hơn. Hiện nay, 100% tổ dân cư trên địa bàn xã Long Mỹ đều làm trụ cờ theo thiết kế chung. 100% tuyến đường nông thôn đều được trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng. Hàng tuần, hàng tháng, hội đoàn thể và các tổ dân cư đồng loạt tổ chức dọn vệ sinh, chăm sóc cây hoa trên các tuyến đường. Trong cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì cái tiêu chí về cái vấn đề là sáng xanh sạch đẹp quan trọng nhất thì sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện các cái. Đặt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Mùa xuân đang về, trên những con đường bê tông rộng rãi, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, rợp bóng cờ hoa. Khung cảnh làng quê ở Đất Đỏ đổi thay khi khoác lên mình tấm áo mới với những ngôi nhà cao tầng, những mái ngói đỏ tươi xen lẫn nhau. Những rặng cây xanh bao quanh vườn nhà được cắt tỉa gọn gàng, sắc màu của các loại hoa điểm tô những con đường. Sự no ấm và bình yên đang hiện hữu trong từng thôn xóm. Trong thời gian tới, huyện cũng luôn xác định đối với việc xây dựng nông thôn mới là luôn luôn phải duy trì và phát triển các cái tiêu chí, các nội dung đạt được. Vì vậy mà huyện tập trung phát triển sản xuất, rồi chuyển đổi các cơ cấu kinh tế để làm sao người dân có được những cái điều kiện phát triển sản xuất bền vững để nâng cao cái đời sống thu nhập, chú trọng trong cái cải tạo cảnh quan môi trường, vệ sinh môi trường nông thôn và chất lượng môi trường sống, chất lượng cuộc sống của người dân, để tạo cái môi trường nông thôn được là sáng xanh sạch đẹp và có cái môi trường sống bền vững. Đến xã Kim Đông, huyện Châu Đức vào một ngày đất trời đang rộn rã sang xuân, hiện hữu nơi đây là cuộc sống thanh bình yên ấm của một miền quê đáng sống. Dọc các tuyến đường trên địa bàn xã, những hàng cây hoàng yến khoe sắc vàng rực, những thảm hoa rực rỡ sắc màu. Các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây sửa khang trang, tươi đẹp, tạo điểm nhấn rõ nét cho sự phát triển của xã. Niềm vui quê hương đổi mới rạng rỡ trong ánh mắt nụ cười của người dân nơi đây càng điểm tô thêm sắc màu tươi sáng cho bức tranh làng quê thêm sắc xuân. Trồng các cái tuyến đường hoa, thứ nhất là làm đẹp đường làng ngõ xóm, thứ hai là từ khi mà hoa đẹp rồi
thì thay đổi được ý thức của rất là nhiều người. Trước đây thì hai bên đường là người ta vứt rác rất là nhiều, và từ khi có các cái đường hoa đẹp như thế này thì hầu như là không còn thấy rác ở hai bên đường nữa. Năm 2020, xã Xà Bang, huyện Châu Đức đã cán đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2015-2020, đánh dấu cho quá trình đổi mới của vùng đất này. Việc giữ vững danh hiệu và nâng chất các tiêu chí là đích tiếp theo mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã phải tập trung, nhất là theo kế hoạch của huyện đề ra. Xã Xà Bang phải nâng chất 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, bên cạnh việc tập trung các nguồn vốn đầu tư từ trung ương, tỉnh và huyện, xã Xà Bang xác định phải phát huy nội lực từ nhân dân, nhất là tiêu chí về thu nhập. Xã Xà Bang là xã nông nghiệp nên xã cũng đã chọn được trong 3 cái tiêu chí, mà hiện tại bây giờ 2 cái tiêu chí thì nó cũng tương đối là đạt, đó là tiêu chí về văn hóa cũng như là tiêu chí về giáo dục. Nhưng mà riêng một cái tiêu chí về cái sản xuất ứng dụng công nghệ thì xã đang phấn đấu trong thời gian tới để làm sao để đạt. Thì để phấn đấu điều này thì đối với xã cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn trên địa bàn, cũng như là tập huấn cho người nông dân là ứng dụng cái công nghệ cao trong cái sản xuất. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 80 triệu đồng một người một năm. Xà Bang cũng đã nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và đang hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại xã nông thôn mới nâng cao. Người dân cũng rất là phấn khởi khi mà được nâng lên thêm một tầm nữa, khi mà được nông thôn mới nâng cao rồi nông thôn mới kiểu mẫu thì điện, đường, trường, trạm, nhất là những cái kinh tế của ấp của xã Xà Bang hôm nay khởi sắc hơn. Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là mục tiêu cốt lõi của xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn chủ trương phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Từ sản xuất chủ yếu là thủ công, nay 95% khâu sản xuất cơ bản được cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao và trồng trọt, chăn nuôi ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng sản phẩm OCOP cũng là một trong những yêu cầu của việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nếu như ở lần đánh giá phân hạng đầu tiên vào năm 2019, toàn tỉnh chỉ có 20 sản phẩm của 5 chủ thể được chấm sao OCOP, thì đến nay Bà Rịa Vũng Tàu đã có 134 sản phẩm OCOP của 65 chủ thể được gắn từ 3 đến 4 sao OCOP. Từ việc khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đã tạo đà cho kinh tế xã hội của nhân dân các xã nông thôn mới có những bước phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong ngày càng được nâng cao. Khi được tham gia một chương trình này, nó là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để giúp cho chúng tôi đưa cái sản phẩm nước cốt nhào này đồng hành với lại khối ngành du lịch. Khi mà kết hợp như vậy thì chúng tôi đang định hướng là chúng tôi sẽ kết hợp là nó là một cái trong những dòng sản phẩm để giúp cho những cái người đến địa phương của chúng ta du lịch, họ có thể mang một cái sản phẩm tốt của Việt Nam để làm quà cho người thân hoặc làm quà trong những chuyến đi chơi du lịch trải nghiệm của họ. Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. 100% khu dân cư có nhà văn hóa và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Công tác bảo vệ cảnh quan, tạo môi trường xanh, sạch đẹp luôn được cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã nông thôn được ổn định, thôn xóm ngày càng bình yên. Theo đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố sẽ là: đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2024, toàn tỉnh có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
có 46,8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 90% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường. Theo cái bộ tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ ban hành, thì để tỉnh hoàn thành được cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thì chúng ta phải có 100% số xã và 20% số huyện đạt nông thôn mới nâng cao. Về số xã, đến thời điểm này chúng ta đã có 100% số xã chúng ta đã đạt. Về huyện thì chúng ta đang phấn đấu hai huyện Long Điền và Đất Đất Đỏ là trình cho Thủ tướng Chính phủ ban hành công nhận là hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vậy thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta đặt ra cái mục tiêu cho năm 2024 để chuẩn bị để cho đến kết thúc năm 2025 chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ trình cho Thủ tướng Chính phủ để ban hành cái quyết định công nhận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương đổi mới với cuộc sống ấm no hạnh phúc, được tạo dựng từ chính bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu khó và tinh thần đoàn kết sáng tạo của những người dân Bà Rịa Vũng Tàu. Trong không khí đón xuân Giáp Thìn 2024, cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh lại càng thêm vui mừng, phấn khởi khi Ủy ban Nhân dân tỉnh xét công nhận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao và đang trình Trung ương hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới đã giúp miền quê hiện hữu bằng diện mạo nông thôn mới với những con đường bê tông phẳng lì, những cánh đồng lúa vàng nặng trĩu bông, những khu nuôi trồng đầy ắp cá tôm, thôn xóm bình yên, tình làng nghĩa xóm được khăng khít, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Và nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu thực sự trở thành những miền quê đáng sống.